Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với video của mình. Hello, hello. Lên 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 lô đây để đi FB cho. Cầm cáp đi ơi. Rồi nó cầm cáp rồi. Cầm la vi cũng ngon. Học đi. Đi đi đi. Dắt nhau đi quốc vẫn. Kìa rung rung. Hảo đấm chiêu 2. Nó quá nhà, nó quá nhà. Ha. Chơi luôn rồi, chơi luôn hả? Ê đó. Cái gì đây? Chết. Chết
Cho đến mấy cũng chết. Ủa là vì thua cấp hả em? Hả để. Ở quên nó có con rừng. Rừng nó nè. Rồi xong. Cái gì đấy? Top 1 rắc. Tự nhiên nó khi thôi đừng biện minh, đừng biện minh. Đi đệ búp cho bắn cái cụ nó. Game này lên giáp nha, khỏi giải. Hả? Sao vậy? Gì đó. Nó không có CC để giải luôn. Ra không bảo tốt tốt được á. Cái rồi xong luôn. Thôi thôi đừng 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 có làm người đi. Lên để. Trời, nó mình có con ca sơ mà, lên thôi. Ca búp máu là để cứ lên thôi chứ đừng 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 có lui 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 đứng ở trong cái vòng á. Quầy rồi xong. Qua đây qua đây qua đây. Tới đây để tới đây tới đây.
Ê, nó xuống nó ganh hoài nha. Luôn rừng nó ganh hoài luôn á. Vô nè, vô càng. Ui. Đổi phát là mất trụ ngay. Góc quá. Qua đây qua đây. Đi để cho nó tới tới đây tí. Bên mình có Varus nhưng mà không càng nổi. Nó khó lại. Ở dưới kìa. Mình đẩy được thường thẳng này luôn, mình đẩy luôn đệ ơi. Gì đấy, từ nha, hết mana rồi nha. Châu này
qua rồng luôn, qua rồng luôn, qua rồng. Đâu để lên ngon rồi. Thua rồi. Đau họng quá. Rồi dùng đinh. Không ổn rồi em ơi. Thắng thua hoài luôn. Đây là đâu em là ai? Đây là đâu đi là. Đệ vả vô mặt nó, hỏi nó là ai đệ. Cho nó tỉnh cái coi. Hôm nay thắng thua hoài luôn á. Kiếm thêm một đây nữa. Kiếm thêm một nữa. Kêu thằng Bi. Thằng Bi, ừ thằng Bi nó đang chơi hả? Dạ vâng anh về đi ạ. Ta đi ta kiếm một nữa. Còn tư đang gọi bọn kia vô. Thằng tường vô á nó rất là quằn nha. Thank you.
từ. Rồi quên đọc ID cho nó. Quằn nha, cực kỳ hơi quằn nha. Này like file thôi, không like Facebook đâu. Cái quần què gì vậy? Dính đâu? Mẹ thằng dính đâu? Chó lên này. Rất là quằn nha. Tao thấy hơi quằn rồi đấy. Đói bụng mà còn gặp nó nữa, tức á. Bảy giây nữa. Còn ai nữa, còn ai ngồi đó nữa, còn ai ngồi cái thằng mà bút bẩn nữa. Đủ má mới xu được một cái hạt phát tầm 480 chứ chị kia. Đủ má đéo chết các bác.
chị cầm con này. Đi đừng có ai đi nữa, tha đi. Nó quẹt. Nó qua nó phá kìa. Tường ơi là Tường. Thôi mẹ ơi. Mình mày biết gì nó?
vô qua kìa, vô qua. Chơi luôn, chơi luôn. Nó rồi, nó cướp bùa đỏ rồi kìa. Nó cướp bùa đỏ rồi. Tí nha. Dọn lính lên. Chơi nè, chơi nè, chơi rồi. Mẹ chủ giữa rồi. Đi con mẹ. Sát thương lại tướng 7 cái 7 70. Ừ, đủ má đâu phải luôn luôn ấy. Ê, game này tao lên quả cầu băng xương đầu game luôn mấy đứa. Chơi luôn này, đại ép luôn này, ép luôn này, ép luôn này.
Đủ phải lấy cái giáp hồi sinh. Ủa phải, alo. Lấy thì áo nhây. Cái gì á bay? Cái gì hôm nãy nó nói gì á? Nó nói gì á? Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Chết. Ê, qua, 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 qua bắt em vô với... Đi. Dụ nó đi, dụ đi. Nó qua nha, tụi nó qua nha. Xuống lấy trụ tốt. Cái gì vậy bà? Rất là hoàng nha. Không cứu được FB, không có chiêu luôn. Tội FB. Cái quần què vậy. Không chặt gì trời. Cá sơ kìa. Ăn cá sơ.
sao đỡ được. Mẹ con bướm giờ một vạt của nó là nửa cây. Quá đau. Chết luôn. Đã. Ui. Xin blue. Ủa mất blue rồi. Đi về ăn mì lu. Ra ăn con cá sơ. Tí thủ thôi, thủ thôi. Trời đủ. Ê đủ má. Này thì con cá sơ đầu không đau đâu. Này thì cá sơ đầu, đứa nào nó cá sơ đầu không đau. Chậu má, nó tạo một lớp giáp ảo của Win luôn á. Wow, đừng có đùi với cá sơ mùa này. Rất là hoàng nha. Thua nãy giờ hơi quạo nha. Xin nét. Đâu, cầm xin eo chứ nhầm. FB xin eo ấy. Xin eo ấy. Xin eo chứ. À, dài quá.
món này á, thì mình chỉ sử dụng lửa nhỏ đến trung bình thôi nha. Đầu tiên cho vào một ít bơ hoặc dầu ăn, sau đó mình sẽ sắp xúc xích lên chảo. Điều lưu ý là các bạn nên sắp kín các nguyên liệu, thì khi mình đổ trứng vô nó không có bị trôi dạt. Với 3 cây xúc xích xông khói á, thì mình sẽ dùng 3 cái trứng gà, nêm vào một chút xíu muối là được, bởi vì xúc xích đã rất là vừa ăn rồi. Mình dùng đĩa khuấy đều, sau đó đổ vào chảo xúc xích. Lưu ý là lúc này chảo đã nóng rồi, nhưng mà mình vẫn để lửa trung bình nhỏ thôi. Rắc thêm một ít hành lá nữa, mình đậy nắp lại để cho cái phần trứng phía trên đó nó được chín đều luôn. Khi mình cuốn khô lại thì mới ăn. Còn đây là ghi tép đó, đây. Khi ăn đó thì mình sẽ dọn nguyên chảo lên luôn. Không. Cho mỗi ghi tép hồi sinh giống như là món pizza. Món này các bạn có thể ăn với cơm hoặc bánh mì, hoặc là chỉ cần dùng nó với rau thôi. Nếu như mà bạn thấy cái món này á, thì mình chỉ sử dụng lửa nhỏ đến trung bình thôi nha. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Ở chết mẹ. Nó làm gì vậy? Đù đầu game nó hiếp vậy. FB kiểu má. Con điêu thuyền nó lên đó nha. Đây. Có khi rồi nha, có khi rồi nha. Chưa hiểu cách chơi con đi rắc lắm. Kê mít nó lên nha. Tại sao vậy Trinh? Tại sao vậy Linh? Đứng đây. Nó tỉnh say rồi. Ủa
đằng sau nè, con FB nó dí chị nè, không thấy hả? Nó đâu có cho chị qua đâu. Rồi xong. Chơi luôn, chơi luôn. Giữa kìa, không có ai ra dọc đường giữa vậy. Chắc gì trời. Rầm luôn đi. Mẹ nó cầm miếng vải. Vô này bắn này bắn này. Rất là chê nha. Đánh game. Vãi. Buồn em lắm em ơi. Ngộ ma khó chịu vào lời. Về 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 bỏ đi bỏ đi ép đi. Chơi luôn kìa. Chơi luôn đi. Đây đây đây. Vãi. Ghét nhau nói tiếng. Vãi ò. Vãi ò.
nha 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 nha. Ủa sao? Để sao vậy? Ù má nó đập choáng kìa. Nó choáng khó chịu vô lơ. Cà sơ luôn này. Ok, con đi thuyền đẩy gì à? Cà sơ đi. Xuống bắt nó nè. Một đứa xuống bắt. Rầm luôn nè. Chết mẹ rồi. Gì vậy mấy má? Vãi à. Chưa kịp bắn ulti nữa. Vẫn thua à, thôi đi thua cấu đánh lại rất là quằn nha, hơi quằn nha.
kiếm thêm một nữa. Mà kiếm ai ta? À, đợi tí nha, hỏi tụi kia. Tô nè giáo hồ xin phải à. Mời thầy xem, ủa thầy đang chống trận. Tụi kia đi ăn cơm, đi tắm hết rồi. Giờ phải ngồi live nữa, hơi lâu. Thank you.
phái tôi chơi trợ thủ. Xác định rồi đó nha. Alo, xác định rồi đó. Chuẩn bị tâm lý đi nha, chuẩn bị tâm lý đi. Xác định rồi đó. Không sao, tuột sao không mà, gì đâu. Chơi game phải có thua, mua được. Bye mọi người, hẹn mọi người vào buổi livestream tiếp theo.